All right. Now. All right. Now, let's watch the song again. Tell me any key words that you know. Now, listen to the song and write down any key words that you can say. Yeah. 1, 2, 3, go. Our quest for knowledge has led us to the letter Q. Q. What does a duck say? He says quack. Who's that guy with a football? That's the quarterback. What's this fancy blanket? That's called a quilt. Why can't I catch that rabbit? Because he's really quick. This little bird, he is a quail. A feather I can write with is called a quill. What is this thing that you keep your arrows in? It is called a quiver. Who's that lady in England? You must mean the queen. Why can I barely hear the radio? Cause it's playing quietly. Question for Q. Tell me, have you got a question for Q? This barbershop quartet is quite good. Yeah. That is a robot. Bye bye. Okay. Now let's show me your words, your letter words. Okay, any few words that you know? Dạ con chẳng nhớ cái gì hết đó con, chỉ có thể vẽ minh họa ra. Okay. Be quiet. All right, so you have quill, you have quick, you have queen. Very good, Cam Cam, thank you. So why do you remember any words from the song? Any key words? Do you remember any key words? Quick. Ah. We have question. What else? Quote. Okay, that is quote. And what is the name of the little bird? Quack, quack. Ah, quack, quack is the sound of the duck. So the duck say quack, quack. Quack, quack. And what about the bird, the little bird? What is the name of the little bird? Do you remember? That is the quill. Quill. And the little feather that we used to write is called the quill. Okay, now let's write down. The little quill. We also have letter Q. All right, where's your pen? Where's your paper? Now let's write down all of the words here. Okay? Không biết nữa. Sao nó cứ rồ rồ khó nghe lắm Quân ơi. Con vẫn nghe thường mà. Mà sao con đang nghe rồ rồ ấy? Mở từ đổ chỗ thử xem. Tại vì con thấy tên rồ bình thường á. Lên được rồi hả? Là hạ sĩ hay sao mà Thỏ không học vậy? Để mình kiếp đến con giáo cho nó. Con giỏi mấy hàng con gọi đây nha. Không phải học nữa đâu. Con đang cố vẽ lên được quill đó. Con vẽ lên trên vở của con đi. Nha. Ôi, con sẽ vẽ lên màn hình hơn. No. Tu ơi, have you finished with the work? So. So, where's your pen? Where's your paper?
Okay, now let's write down the word quick. Now everybody, let's write down the word quick. Em Thảo, where's your pen? Where's your pen? No, do not use that pen for writing. Use that pen for drawing. Okay, Em Thảo? Okay. I'm going to use this pen. Okay. Do not use that pen for drawing. Cái bút đó chỉ dùng để vẽ thôi nha con, không dùng để viết nha. I use for drawing. Number five. Okay, thank you, em so good job. Okay. Right, thank you. Now, the next word is question. Have you finished question? Have you finished the word question? This one ơi, con viết ở question đâu. Okay, rồi con vẽ dấu chấm hỏi rồi con tô màu đi. Okay, dấu hỏi như thế nào? Con biết rồi, biết ra con biết rồi. Em Thọ lấy bút gì viết đi con. Miss Văn, con vẽ minh họa được không? Con viết xong rồi con vẽ minh họa. Con viết queen quick person fast for rồi. Okay, good. Question. Now let's move on to quote. Okay, hurry up. Oh. Good job. Thank you. Em. Tôi quay xu dơ lại cô anh xem lại chữ question của con nào. Tôi cho cô anh xem lại chữ question nào. Bây giờ nợ cái anh xuống ghế của con. À, Su viết lại chữ question giống cô nè. Su ơi, Su nhìn cô nè. Q U E. Ơi Kem ơi, có đáp lại không đó Kem? Hay là cái đó là nhiều lắm rồi đó Kem? Ơi chắc bạn ơi, nhắn tin lại luôn, mình nhắn tin. Con điều đó xíu nha con. Ok, and question. Ha, question. Rồi Su viết lại chữ này cho cô nha Su. Question. And this is the question. Mẹ ơi, con lấy được chữ bác Hồ rồi nha. Okay. Right. The next word is coach. Coach. Okay. All right. If you finish, let's write down the word queen. Okay. Question là Q-I-O-N. Q-U-E-S. T-I-O-N. T-I nè con. O nè. N. Con thấy không? Queen ha. Rồi. The next word is the person who play the game. In a football game, and we call him a quarterback. Con muốn đi qua nhà bác Hồ. Hả? Con đi đâu? Qua nhà bác Hồ. Nhà bác Hồ hả? Giờ dịch lắm, đi đâu được con?
hy sinh rồi hả con? Hy sinh đã về là mẹ. Là chết rồi á. Là chết rồi á. Bây giờ dịch lắm Thỏ ơi, không có đi qua nhà bác Hồ được nghe con. Cô còn sống đâu cô. Chờ ba cho con đi được không? Ok rồi, để nói ba chở con đi qua nhà bác Hồ nghe. Bác Hồ có còn sống đâu cô. Rồi bây giờ các bạn ơi, các bạn à, viết cho cô mấy chữ này nha. Cô anh đi uống nước đó nha. Cho lại con thì đây. Con thì đang nhắn tin siêu cấp cho nhắn tin siêu cấp cho Kem đây. Hơi Su Kem đây. Bác im lặng nè. Su con viết lại cho cô chữ quarterback nè. Q-A-R-T-E-R-V-A-C-K. Rồi con viết lại nha. Cô anh đi uống nước nè. Không quá. Oh no. Em xỉu luôn đó nha. Chẳng bao giờ tin được cái này đâu. Đó, giờ coi chưa. Số con gì coi tin mới của mình chưa? Coi vừa kìa, mình vừa nhắn tin cho bạn siêu cao cấp đó. Chưa? Con đi nó mà đâu thấy? Cho bạn siêu hung dữ luôn ha. Bạn vô, bạn vô của bạn đi siêu hung dữ. Bạn vô của mình đi siêu hung dữ luôn á. Hung dữ chưa? Dữ kiểu dữ chưa? Mình dữ hơn bạn luôn nè. Mình đâu thấy gì đâu. Nè, tôi gửi cho bạn ở trong cái mát phụ huynh này. Mình vừa gửi cho bạn ở trong cái nhóm phụ huynh mà. Mình có thấy cái lúc nãy thôi à. Dạ đi bạn thử vô cái mát phụ huynh đi là bạn thấy cái siêu khủng lồ của mình luôn đó. Cái đó là đi lắm đâu. Xuống có gì đấy không? Quay xuống nữa đi, bởi vì cái đó ở dưới cơ. Ok. Alright. Now, let's meet the wax. You unfurled. Con chẳng say. Có cái gì hết đâu, Miss Hoàng. Con chẳng nhớ cái gì hết đâu, Miss Hoàng. Rồi, đúng rồi, Su ơi, đúng rồi con. Rồi, bắt trật tự nè con. Nào, Diệu Anh. Quick. Question. Quote. Quack. Quill. 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 Okay. Q. Queen. Quarterback. Quarterback. Very good. Thank you. Now one more time. Quick question quote. Quick question quote. What will Will? What will Will? Hugh Queen quarterback. Hugh Queen quarterback. Very good, thank you. Kem hình Thỏ. Thỏ ơi, em Thỏ ơi. Em Thỏ đang đi làm đồ. Now let's read. Quick question quote. Quick question quote. Okay. Quill. Very good. Q queen quarterback. Q queen. Quarterback.
What a cat. Queen on the back. Okay. Two and back. Now. Question. Cái lại con còn chưa biết nữa đây. Con còn đang biết. Con còn đang biết đây này. What a bat. Very good. Thank you, em Su. Con còn đang biết ào ào đây. Ok. Rồi. Tôi muốn quýnh lộn online hả sao? Con muốn quýnh lộn chứ mấy con. Con sẽ gửi tin cho mấy con này, mấy con chết. Rồi hôm bây giờ mình sẽ bắt đầu tập chuyện khác nha. It is a quiz. I see the quiz. See is the queen. I see the queen. It is a quilt. I see the quilt. It is a question. I see a question. I see the question. I see the question. Good job. Thank you, robots. Oh, me? Okay. You on, please? It is a quiz. A quiz. I see the quiz. I see the quiz. I see the quiz. Okay. She. No queen. He. I. I see the quilt. It is. It is a question. Mm-hmm. I see the question. Very good. Thank you. Su ơi, tay con bị sao vậy? Tay con bị sao vậy? What's wrong? Đau. Oh, it's hurt. Why? Cái bạn phím không hiện ở đây. Rồi. Cái bạn phím nó tự động hiện trên màn hình luôn á. Ok, rồi. Bác, it's your turn. Bác ơi. Con chưa biết xong hết luôn nha. Ok, rồi con đọc lại đây. Con viết nè. Ở đây. Ai ở đâu? Còn đâu không con? Ai sĩ đó. Bao nhiêu? Mai nó hứa nghĩ đi. She is the queen. I see the queen. All right. It is a quilt. I see the quilt. This is the question. I see the question. Good job. You ăn rồi đúng không? Question là gì luôn? Question là câu hỏi. Rồi, Kem and Bắp. Oh, sorry. Kem and Thỏ. No, I want Bắp. Okay. Bắp rồi. It is a quiz. It is a quiz. I see the quiz. She is the queen. I see the queen. It is a quilt. I see the quilt. It is a question. I see the question. Ủa tự nhiên question mà I see a question rồi. Okay. Em Thảo ơi, it's your turn. It is a quiz. Ơi. It is a quiz. Okay. I see the quiz. I see the quiz. She is the queen. I see the queen. Không biết nữa. It is a quote. I see the quote. It is a question. I see the question. Okay, thank you. Trâm ơi, it's your turn. Nào, Trâm ơi. Nào, it is a quiz. It is a quiz. Quiz. I see the quiz. I see the quiz.
She is the queen. She is the queen. I see the queen. I see the queen. It is a quote. It is a quote. It is a quote. I see the quote. I see the quote. It is a question. It's a question. I see the question. I see the question. Okay, good job. Thank you. So now it's time for the new story. Yay! Okay, we will read the story about the game we play. What games do you play? You play soccer. Okay, this is the ball, and the children are playing soccer. Okay. Now, let's read the story. Oops. Now, everybody, let's say with me. Games we play. Oh, good. It's really delicious. Oh, yeah. Eraser. Miss Anh tưởng con xài rồi chứ. Be quiet. Now, so Bob, now be quiet. Now, listen and say, games we play. Games we play. One more time. Everybody say louder. Games we play. Very good. Okay. So now look at the goal. Look at the goal and the boy. They are at the field. And let's get what games do they play? Listen first. Now listen first. And repeat. We like to play tag. We like to play tag. Very good. Good job. Ai làm chơi một trò chơi đi Miss Anh. Ai nói được lại mấy cái từ nó mình nghe thì người là người đó thắng. Chính xác. Ok, rồi mình sẽ chơi một trò chơi nha. Ok luôn. Oh yeah. Nào, so listen. Ok, now listen. Ok, now listen. Listen. Okay, listen and say. Are you ready? Yes, I am. Okay, now let's go. We like to play tag. We like to play tag. All right, that's it. We like to play tag. Huh? We like to play tag. Okay? Now let's look at this boy. And all of the boys and girls are running after the boy. They are running after the boy. So they are playing tag. Okay? Tag. Now everybody say with me. We like to play tag. We like to play tag. Tag. Everybody say tag. You understand? We like to play tag. We like to play tag. All right. Now, one more time, you and I say, we like to play tag. Kem and Thỏ, let's say, we like to play tag. We like to play tag. All right. So, why? Let's say, we like to play tag. We like to play tag. Wow, thank you. Now, em Trâm, let's say, you like to play tag. You like tag. Okay. Bye-bye. Bye. Ông đi lấy nước uống rồi mẹ. Okay. Now, bắp, let's say, we like to play tag. We like to play tag. All right. Thank you. Ý là chơi đủ bắp đó hả? Ok, đó là chơi đuổi bắt chính xác.
Now, Empower, let's say, we'd like to play tag. Ôi, Thỏ xinh đẹp vậy mà không có đọc ra. Thỏ đọc hay lắm luôn á. Play tag. Ừ, em Thỏ đọc cho mọi người nghe xem. We like to play tag. Okay. Right, thank you. Now, let's see what is the next game. Can you cover your eyes? I don't get that. We have the next game. Yay! Oh. What's that? What is the game? Well, what game is that? Listen. Okay. Mm-hmm. We like to play baseball. Baseball. That's really good. We like to play baseball. Okay, now listen again. Now listen and say. We like to play baseball. We like to play baseball. Very good. Okay, now you and I say again. We like to play baseball. We like to play baseball. All right, game we and like talk. To play baseball. Thank you. Jump. We like to play baseball. Yeah. Yeah. Mm-hmm. My boy, we like to play baseball. Okay, now we move on to the next game. What game is that? Listen. We like to play soccer. Soccer. Say it again. Listen and say again. We like to play soccer. That's really good. So, the boys and the girls, they are playing soccer. Okay, don't everybody say, we like to play soccer. We like to play soccer. One more time. We like to play soccer. Soccer là cái gì? Mm-hmm. This is the soccer ball. And the next word is, listen. We like to play dress up. Dress up. Dress up. We like to play dress up. We like to play dress up. All right. Now let's see what is the dress up. Dress up. Oh. Anh nhảy vào bộ. Ý là hóa trang hả? Yeah, chơi hóa trang đó, tức là mình bận đồ đẹp vô rồi mình hóa thành một người khác. Okay, and we say we like to play dress up. We like to play dress up. Dress up. Dress up. Oh, Susu is going to be another man. Okay, you want to be another man? All right, now let's say again. You and Thỏ, Kem, and Jump. We like to play dress up. We like to play dress up. One more time. We like to play dress up. Okay. So what, Bob? We like to play dress up. We like to dress up. All right, let's go. Giờ con đang cũng cái áo lại cái đã. Okay. Oh. So it's raining. Okay, thank you, Sue. Now, next one is, listen. We like to play house. We like to play house. À, chơi trò chơi gia đình ha.
you pretend that you are the mom and the dad and the sister and the brother, okay? And you pretend that you are a family, okay? So this is, we like to play house. One more time. We like to play house. Play house. Okay, one more time. Yu An, so, bop. We like to play house. We like to play house. Very good. One more time. We like to play house. We like to play house. Very good. Thank you. Jam. We like to play house. We like to play house. One more time. We like to play house. We like to play house. All right, Yu An, we like to play house. We like to play house. And the next one is, can you guess the game? Oh, they do game. Ah, they are playing hide and seek. Ah, that is hide and seek. Who can read the sentence? We like to play hide and seek. Okay. We like to play hide and seek. Very good. Em Thảo ơi, là say, we like to play hide and seek. Thỏ kem. Đau bụng rồi. Em Thảo đi vào vệ sinh đi. We like to sit là sao? We like to play hide and seek là chơi gì ta? Chơi trốn tìm. Đúng rồi. Mình biết dạ, là một người khác là cái sàn. And the next one is, we like to play video games. A video game. We like to play video games. Do you want to play video games? You don't know how to play it? Me too. I don't know how to play it. Okay. Oh, really? Okay, yeah. Now let's listen. Games. We'd like to play video games. Okay, we like to play video games. Okay. Con này nếu mà học giỏi thì con được chơi video game á. Ok, rồi thế thì mình học con nha. Được chơi video game với bà đó. À, Diệu Anh ơi, let's say, we like to play video games. One more time. We like to play video games. We like to play video games. That's really good. Okay. Game and talk. We like to play video games. We like to play video games. Susu the robot. No, Susu the umbrella. Susu with the umbrella. Thanks. We like to play video games. We like to play video games. Okay. Bop bop with the checker. We like to play video games. We like to play video games. Very good. Okay. Now, Trâm ơi, let's say, we like to play video games. We like to play video games. All right. Thank you. Miss Thả. Miss Thả. Miss Thả, stop
games. Rồi, em Thảo không ngoan nha. Do we play with fire? Dad. Yes or no? Play with fire? Yes. No. 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 We should play with the fire. But we do not play with fire. But we do not play with fire. Miss Sun ơi, hôm nay con giỏi không? Giỏi, hôm nay con giỏi. Okay. Ôi gì? Okay. But we do not play with fire because fire is very hot. Chơi với lửa lần này đó. Really? Không cần. Đó là lần đầu tiên con phát hiện ra cách để quẹt qua gym thôi. Lần đầu tiên thôi. Okay. Now, you are nơi, let's say, but we do not play with fire. Người khác đây. With fire. With fire. Very good. Cái mình thở. All right. So, but we do not play with fire. But we do not play with fire. Mm-hmm. But we do not play with fire. But we do not play with fire. Fire, go. Come on. Chăm. Chăm là chăm là cái gì vậy? But we do not play with fire. We play with fire. Again, but we do not play with fire. Okay, thank you. Hôm nay con đang hóa trang thành người này nè. Mm-hmm. Now, who can read the story again from the beginning? Bab, be quiet. Không làm thì con im lặng cho bạn khác làm. Games we play. Games we play. Okay. Now. Con đọc cái game luôn. Okay, right. Listen and say. We like to play tag. We like to play tag. We like to play tag. Okay. And? We like to play baseball. We like to play baseball. Okay, good job. And we'd like to play. We like to play soccer. We like to play soccer. That's really good. And we like to play dress up. Okay, we'd like to play dress up. Con nói này mấy Xuân ơi, hay là đến gần đến cuối giờ bọn mình chơi dress ball không? Là bọn mình chơi hóa trang á. Nhưng mà bạn Xu phải đi ngủ. Bạn Xu phải đi ngủ để mai Xu còn đi học nữa. Đi học bây giờ nữa. We'd like to play dress up. We'd like to play dress up. We'd like to play house. We like to play house. Miss Sun này con nè. Con chỉ hóa trang thành một thanh niên thôi à. Một thanh niên đấy. Okay. And we'd like to play hide and seek. We like to play hide and seek. Okay. We'd like to play video games. I like to play video games. We'd like to play video games.
sẽ cho mấy con xem sức mạnh của thỏ và thỏ sẽ hung cái cô bác. Hôm nay các bạn không có bạn nào ngoan hết trơn á. Hôm nay các bạn không có tập trung gì hết á. Cô Anh buồn các bạn, có bữa sau sẽ mời phụ huynh các bạn luôn. Hôm nay bạn nào là không ngoan nhất? Hôm nay là bạn thỏ không ngoan nhất. Vậy ai là người ngoan nhất? Chắc là bắp quá. Trời ơi, trời. Nhưng mà bắp nói nhiều quá. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ là, cô Anh sẽ nhắc lại một lần thôi nha. Mình sẽ đọc lại từ đầu nè. Bạn nào đọc to, rõ ràng thì sẽ là người chiến thắng nha. Thì cô Anh sẽ không mời phụ huynh nha. Listen and say. Games we play. Games we play. Games okay. We play. We'd like to play tag.
Okay, let's go. Ready? One, two, three, go! Little Fox. Queens like quizzes, queens like quilts, queens like quarters, quack, quack, quack. Queens like quizzes, queens like quilts, quack, quack is the sound of Q, Q, big Q, little Q. I like Q. Queens like quizzes, queens like quilts, queens like quarters, quack, quack, quack. Queens like quizzes, queens like quilts, quack is the sound of Q, Q, Q. Yay! We start by now today. Ai thắng? Cái bộ bạn thắng rồi nha. Ai vậy? Bây giờ ai giơ tay trước là ai giơ tay trước là người chiến thắng nha. One, two, three. Yay! Cô anh thắng. Không, cô anh cũng là phụ huynh mà có phải là cái gì đâu. Bạn con đi với nhau cơ. À, ok. Bây giờ cô anh đếm lại nha. Bạn nào giơ trước là bạn nào thắng nè. One. Yeah. Các bạn đều giơ cùng nhau hết luôn. Rồi các bạn cùng thắng. Đúng nè, con giơ tay nhanh nhất luôn á. Ồ vậy hả? Ok. Rồi hôm nay mình sẽ nghỉ ở đây nha. Các bạn về nhà nhớ xem ôn lại bài xem là hôm nay mình đã học những trò chơi gì nha. Xong rồi mình học khác bài này khác. Thứ 6 này mình sẽ tổng kết xem bạn nào đã thuộc được nha. Ôi vậy mình làm gì? Mình đi học. À đúng rồi, thứ 6 này mình sẽ tổng kết lại và mình sẽ vẽ một bức tranh, ok? Thứ 6 này mình sẽ vẽ tranh. Rồi sau đó mình sẽ nghỉ học luôn hả? Mình sẽ nghỉ học rồi tuần sau học tiếp. Ok, bye bye các bạn nha, bye bye. Thứ 6 tổng kết xong, tuần sau học tiếp. Đúng rồi. Bye bye. Thôi giờ con sẽ cởi áo khoác ra. Nóng không ngờ.